Chào các bạn, trên tay mình hiện giờ đang là chiếc HTC One. Đây là một phiên bản rất là đặc biệt. Đây là phiên bản của Google phát hành trên Play Store, có giá là 600 đô. Thì cái phiên bản này nó ra mắt vào đầu tháng 6 và nó là một cái lựa chọn khác dành cho người dùng nếu mà họ không thích HTC One có giao diện Sen hay là gì đó. Thì cũng như là cái phiên bản HTC One đang bán trên thị trường, thì HTC One phiên bản Google, ở đây chúng ta thấy cái hộp máy khá là đơn giản. Thì chúng ta ở mặt trước chúng ta có cái logo HTC và cái sản phẩm, cái mã sản phẩm là One. Ở đây chúng ta có dòng chữ Google, cũng khá là giống với cái phiên bản HTC One mà HTC đang bán ra. Cái hình ở đây, hình nền ở đây chúng ta có cái hình nền màu đỏ, giao diện Android 4.2.2. cái con số đồng hồ 4 giờ 47 phút này cũng không rõ là nó có ý nghĩa gì với Google. Còn HTC nó là 10 giờ 08. Ở mặt sau chúng ta có thể thấy cái sự khác biệt giữa cái phiên bản HTC mà đang bán trên thị trường với lại cái phiên bản HTC One mà Google phát hành ở đây. Thì ở đây chúng ta có cái mã sản phẩm chỉ có duy nhất tên gọi là HTC One. Trước đó thì chúng ta có cái nhiều các phiên bản, ví dụ như là HTC One 801, nó có các ký tự như là N tùy vào một số thị trường, hoặc là chúng ta có phiên bản HTC One 802 thì nó là HTC One phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc có hai SIM. Và ở đây HTC cũng đã giản lược một số các thông tin về máy, về cấu hình. Ở đây chúng ta chỉ có những cái thành phần rất là đơn giản. Ở đây chúng ta có bộ xử lý và những cái thành phần chủ chốt, ví dụ như là HTC Boom Sound, công nghệ loa ngoài kép, và chúng ta có HTC Ultra Pixel với cảm biến 4 megapixel, ống kính 28mm và khẩu độ 2 chấm. Cuối cùng là cái Bluetooth 4.0. Và HTC cũng không có nói là cái aptX giống trong cái phiên bản HTC. Như vậy là chúng ta có một cái thông số kỹ thuật rất là đơn giản ở phía sau lưng này, và hoàn toàn không có những cái ví dụ như là giao diện BlinkFit hay là công nghệ HTC Joey chụp hình gì đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp chiếc máy này. Cũng giống như là phiên bản HTC One phiên bản quốc tế, thì ở cái phiên bản HTC của Google này chúng ta cũng có một cái hộp giấy tái chế, và cũng như là nó cũng được làm từ mực in đậu nành. Và đây mình sẽ tiến hành mở hộp. Và cái cách sắp xếp máy cũng như là các phụ kiện cũng giống như là phiên bản quốc tế. Ở đây chúng ta có cái tai nghe là cái loại cao cấp của HTC, mặc dù không phải là bit. Cổng sạc tiêu chuẩn Mỹ với lại Nhật Bản. Và đây chúng ta có cái cáp micro USB. Một vài cái thông tin về máy. Hai cái logo HTC, bạn dán ở đâu cũng được. Ở Việt Nam thì người ta hay dán vào trong xe máy. Và cuối cùng là chiếc máy được bọc trong một cái bao tương tự như là các sản phẩm khác, và mình hoàn toàn có thể mình lấy ra một cách dễ dàng. Và đây mình đã có trên tay chiếc máy, và chúng ta sẽ khởi động chiếc máy này lên. Logo Google xuất hiện ngay đầu tiên khi mà chúng ta mở máy. Vì là một phiên bản sử dụng giao diện Android 4.2.2 hoàn toàn là nguyên bản của Google, cho nên chúng ta có thể thấy ngay cái màn hình chào mừng đầu tiên, thì chúng ta có thể thấy là máy có giao diện khá là giống với các dòng điện thoại Nexus của Google. Ở đây mình sẽ chọn giao diện tiếng Việt. Và đây chúng ta có cái giao diện chính của chiếc HTC One phiên bản Google. Chúng ta có một cái giao diện màu đỏ nhìn khá là rực rỡ, và các thành phần như là widget hay là logo, các menu, biểu tượng thì chúng ta có thể thấy là nó khá là giống với các phiên bản Nexus, đặc biệt là chiếc Nexus 4.
Chúng ta có thể quan tâm đến giao diện camera, tại vì nó sẽ không có một số cái công nghệ như là HTC Joey hay là gì đó. Thì ở đây chúng ta chỉ có một vài cái tùy chọn cũng khá là giống như là chiếc HTC, khá giống như là chiếc Nexus 4. Cái giao diện camera nguyên bản, và chúng ta vẫn có cái chế độ chụp HDR. Mình chưa rõ là chất lượng hình ảnh của cái phần mềm này nó có khác gì so với cái phần mềm camera của HTC One phiên bản tiêu chuẩn hay không. Ngoài ra trong cái phiên bản tiêu chuẩn của HTC chúng ta có khá là nhiều các dịch vụ của hãng, ví dụ như là dịch vụ âm nhạc, dịch vụ xem phim HTC Watch. Thì ở đây thì chúng ta chỉ toàn là những cái dịch vụ của Google, ví dụ như là Play Movie, xem phim. Play sách là cái kho ebook, Play tạp chí là kho tạp chí trực tuyến. Ngoài ra thì các ứng dụng của Google bao gồm bản đồ, Hangout, cái tên gọi mới của Gtalk, hoặc là dòng tin là Google Current cũng được tích hợp hoàn toàn trên này. Chúng ta có cả Google Keep, một cái dịch vụ ghi chú của Google. Về âm nhạc thì chúng ta chỉ có Play Music, Play âm nhạc ở đây. Chúng ta sẽ có thể tự động tải những cái bài nhạc mà chúng ta lưu trên Google Cloud, hoặc là cài đặt nhạc vô bằng cách chép USB. Về chất lượng âm thanh thì chắc chắn là sẽ không có gì khác biệt. Chúng ta sẽ truy cập một chút vào phần setting để có thể thấy được cái phiên bản phần mềm. Ở đây chúng ta có phiên bản Android 4.2.2. Trong mục âm thanh thì chúng ta cũng có thể tắt cái âm thanh beat hoặc là mở âm thanh beat audio ở đây. Cái giao diện của cái phần mềm này thì nó hoàn toàn là phiên bản gốc, cho nên các bạn thấy những cái logo hay đồ họa thì nó sẽ không có được rực rỡ hay là bóng bẩy như là trong phiên bản HTC One tiêu chuẩn. Nếu mà chúng ta thích cái giao diện này thì hoàn toàn có thể lựa chọn chiếc điện thoại HTC One phiên bản Google thay vì là lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn. Các thành phần của máy cũng tương tự như là phiên bản HTC One tiêu chuẩn. Vâng, xin cảm ơn.